Liên tiếp hai trẻ nhỏ tử vong đột ngột trong khi ngủ, cảnh báo hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ. Trong hai ngày 10 tháng 10 và 19 tháng 10, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hai trẻ nhỏ lần lượt 3 tháng tuổi và 6 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng tím tái, ngừng tim, ngừng thở trước khi đến bệnh viện. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Duy, trưởng khoa cấp cứu và chống độc, hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ SIDS là cái chết bất ngờ và không tiên lượng được ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ trong khoảng từ 2 tuần tuổi đến 1 năm tuổi. SIDS hay gặp ở trẻ 2 đến 4 tháng tuổi. Hầu hết SIDS xảy ra khi trẻ đang nằm ngủ. Hội chứng này xảy ra mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cảnh báo trước, khiến đột tử ở trẻ nhỏ trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với nhiều gia đình. Nguyên nhân đột tử ở trẻ nhỏ gồm trẻ có khuyết tật nghiêm trọng ở hệ hô hấp, tim mạch hoặc sự kiểm soát nhịp thở của não bộ chưa phát triển hoàn thiện, đường thở bị chèn ép trong khi ngủ, tư thế nằm sấp, nằm nghiêng sấp, ngủ trên giường có quá nhiều vật dụng hay giường ngủ mềm, ngủ cùng với bố mẹ cũng có thể là nguyên nhân gây đột tử ở trẻ. Tăng thân nhiệt do nhiệt độ phòng quá nóng hoặc quấn quá nhiều quần áo, chăn to, trẻ ngủ sâu dẫn đến mất kiểm soát nhịp thở. Để dự phòng nguy cơ đột tử ở trẻ nhỏ, tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Duy lưu ý cần nâng cao cảnh giác, tạo môi trường an toàn cho giấc ngủ của trẻ. Cụ thể cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần lưu ý cho trẻ nằm ngửa khi ngủ, thường xuyên quan sát trẻ, sử dụng núm vú giả cho trẻ dưới 1 tuổi để mở thông đường thở, để nhiệt độ phòng phù hợp, thông thoáng quần áo, không trùm đầu trẻ, đặt trẻ nằm trên tấm đệm ít bị trũng xuống, không sử dụng gối, đồ chơi ngồi bông, chăn có nhiều lông hoặc quá lớn ở khu vực cũi hoặc giường của trẻ. Trẻ sơ sinh, trẻ dưới 6 tháng tuổi cần nằm cũi và giường riêng bên cạnh giường ngủ của người chăm sóc, không sử dụng miếng đệm phụ trong cũi, tiêm phòng đầy đủ đúng lịch để nâng cao sức đề kháng cho trẻ, chăm sóc thai nghén sớm và thường xuyên, nuôi con bằng sữa mẹ, không hút thuốc lá, uống rượu hoặc sử dụng ma túy trong thời kỳ và thời gian nuôi con nhỏ. Khi thấy trẻ có bất cứ dấu hiệu nào bất thường cần cho trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã lắng nghe thông tin vừa rồi và chúng mình là S News. Đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày.